Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và tin mưa dông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau đó là bản tin nhận định về tin bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do giải hội tụ nhiệt đới sẽ hình thành và phát triển trên khu vực này ở độ cao 5.000 m, kết hợp với dải áp thấp được hình thành ở khu vực Bắc Biển Đông, gây mưa dông cho khu vực miền núi Bắc Bộ. Và đến khoảng ngày 18 tháng 7, mưa dông sẽ lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm trên đợt, có nơi trên 250 mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, ngập úng cục bộ. Lui xuống khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đến chiều tối và đêm mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục tăng mưa. Vì hiện nay, trên Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo như nhận định dự báo, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng rất khó mạnh lên thành bão. Vùng áp thấp này sẽ gây ra mưa lớn diện rộng cho toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo đến khoảng ngày 18 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và lại lan rộng lên đến khu vực Trung Trung Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 11 đến 14 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc, nên ngày và đêm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là bản tin nhận định về áp thấp nhiệt đới và bão hoạt động trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin mới nhất chúng tôi vừa thu thập được qua các trang thông tin dự báo khí tượng quốc tế, thì hiện nay có một vùng áp thấp ở khu vực Tây Thái Bình Dương mang mã hiệu 98W. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 133,4 độ Kinh Đông. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới và có thể là siêu bão của năm 2021. Cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và phát triển lên rất mạnh với sức gió từ cấp 10 đến 11. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mạnh thêm trong những ngày tiếp theo. Đến trưa ngày 23 tháng 7, cơn bão này sẽ đi thẳng vào Đài Loan của Trung Quốc. Nếu bất ngờ đổi hướng thì sẽ di chuyển về phía khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin này trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7,
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống, thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 21 có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Bắc có nơi trên 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sau đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối cùng là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía Nam, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.